Thầy sẽ tạo ra một cái lưới Flipgrid. Các em chuẩn bị điện thoại của mình nhé. Trên điện thoại của em, các em sẽ cần có cái phần phần mềm có tên là Flipgrid, em có tải tải về này. Thầy tin là các bạn đã có rồi, nếu không có thầy sẽ chia sẻ màn hình để các em cùng xem cái tên ứng dụng là gì này. Thầy sẽ quay lại chia sẻ màn hình. Đây rồi. Các em ơi, các em sẽ vào điện thoại nhé, các em sẽ vào điện thoại này. Và các em sẽ tải về một ứng dụng có tên là Flipgrid. Đây, tên ứng dụng này các em ạ. Các em có thể dùng điện thoại của mình, nếu không thì các em có thể dùng máy tính cũng được. Nhưng mà nếu mà dùng trên điện thoại thì thầy nghĩ nó sẽ nhanh hơn đấy. Nó sẽ nhanh hơn. Và bây giờ thầy sẽ dán cái đường dẫn. Vào trong cái phần mà chúng ta đang hội thoại đây. À, thầy vừa dán đường dẫn xong rồi, các thử vào cái đường dẫn này xem là chúng ta có thể dùng điện thoại, chúng ta có thể nếu mà chúng ta dùng điện thoại thì các bạn sẽ nhập cái mã là C5921. Để chúng ta thêm một cái đoạn ghi hình của chúng ta thể hiện cái trải nghiệm của chúng ta về cái buổi hôm nay. Thầy sẽ dành cho việc này khoảng 5 phút. Sau đó chúng ta dành 10 phút để chúng ta cùng nhau xem lại cái sản phẩm thiết kế mà các em đã nộp với thầy. Rất nhiều bạn nộp, nộp nhiều lắm, nộp đến mức độ mà nó tràn cái dung lượng của cái bản tính liên tục luôn. Nhưng mà trước khi mà chúng ta làm việc đó thì thầy mong là các em sẽ tham gia vào cái Flipgrid của thầy vừa tạo đấy. Các em có thể dùng điện thoại hoặc máy tính cũng được. Dùng điện thoại thì có thể nhanh hơn, các em tải cái ứng dụng có tên là Flipgrid. Các em sẽ dùng điện thoại này, các em vào cái phần cài đặt ứng dụng này, các em tải giúp thầy một cái phần mềm có tên là Flipgrid. Và sau khi các em tải được về máy điện thoại rồi thì các em sẽ bấm vào nó thì nó sẽ yêu cầu các em nhập một cái mã. Một mã code thì các em có thể nhập vào. Để các em có thể ghi lại rất là nhanh như có thể là 5 giây, 10 giây hoặc 15 giây hoặc 20 giây thôi, rất nhanh. Cái cảm xúc, cái trải nghiệm của các em với cái buổi học hôm nay của thầy. Cái tương tác của chúng ta này để thầy có cái sự cải thiện hơn nữa trong những buổi tiếp theo. Thầy sẽ đánh cả cái thiết kế code này ở trên cái livestream ở trên Facebook để chúng ta cùng vào để chúng ta lưu lại cái trải nghiệm của chúng ta trong buổi học hôm nay. Em đã tải được cái Flipgrid về điện thoại của mình chưa? Nếu mà bạn nào tải được rồi, các bạn có thể nhắn cho thầy biết nhé, để thầy giúp các bạn có thể ghi lại ban đầu, bước đầu một hai cảm nhận của mình vào trong cái phần chia sẻ phim này.
À, đúng rồi, các bạn hỏi là cái app này là để quay phim, đúng rồi đấy, chúng ta chỉ cần cài trên điện thoại này, sau đó là các em bật lên và nó phần mềm nó sẽ hỏi các em một cái mã, thì các em sẽ nhập cái mã thầy nhắn ở đây là C5921, thì các em nhập cái mã nó vào thì các em có thể dùng luôn điện thoại của mình. À, bạn Phùng thì Ngọc Ánh là bạn tải được rồi đúng không? Nếu Phùng Ngọc Ánh tải được rồi, Ngọc Ánh sẽ bật trên điện thoại để vào cái phần mềm chia sẻ cái cảm nhận bằng 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 việc là ghi hình của mình. Sau đó là Ngọc Ánh có thể nhập cái mã, người ta sẽ hỏi có nhiều cách để vào để Ngọc Ánh có thể nhập một cái mã. Mã này có tên là C5921. C5921 là chúng ta đã có thể vào cái lưới của thầy để chúng ta ghi lại rồi đấy. Thầy sẽ chờ các em khoảng tầm 2 phút để các em tải nhé. Trong lúc chờ các em tải thì thầy sẽ mở cái các bài tập mà các em đã nộp cho thầy để thầy chuẩn bị sẵn sàng. Để chúng ta sẽ có những cái đóng góp vào bài bây giờ. Các bạn mà tải được Flipgrid về trên điện thoại của mình rồi thì các bạn nhớ là nhập cái mã C5921 để chúng ta vào để chúng ta thu hình của chúng ta về cả buổi học luôn các em nhé. À, các bạn bảo là cái đường dẫn nộp bài bị đầy thì làm sao ạ? Cái đây là thầy sẽ phải xử lý, thầy sẽ lại phải đưa dữ liệu về, nó đầy hết rồi, các em nhìn trên màn hình của thầy này. Bây giờ là các bài tập nộp đều là hết 50 mb rồi, mà thầy đã tạo đến 3 lần để chứng tỏ là các bạn rất là hăng hái trong việc nộp bài và nộp rất nhiều bài luôn. Và mỗi lần mà đưa hình ảnh vào vậy thì nó bị quá tải, thì buổi sau tức là cái phần tiếp theo mà các em cải tiến lại, chúng ta sẽ có một bài khác là không bị đầy. Thầy sẽ cập nhật trên cái bài giảng điện tử để các em có thể nộp vào đó. Bây giờ thầy sẽ vào để thầy tải cái bài tập mới nhất của các em đã nộp. Vậy chúng ta cùng nhau ngó nghiêng qua một chút. Rồi, bây giờ thì thầy sẽ vào cái phần bài tập của các em đã nộp cho thầy. Tất nhiên là thầy cũng xin lỗi là sẽ không có đủ thời gian để đi qua được hết tất cả các cái bài, nhưng mà chúng ta sẽ chọn một số những cái bài để chúng ta phân tích để chúng ta cùng nhau học hỏi lẫn nhau. Rồi thì thầy sẽ chia sẻ màn hình lại để các em cùng quan sát ha. Trên này của thầy thì các em thấy là rất nhiều bài tập của các bạn đã nộp, thì các em cũng sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ gặp những cái thiết kế rất là đẹp và có những thiết kế cũng đẹp rồi nhưng có thể làm đẹp hơn nữa. Thì các em có thể thấy đâu đó đây là một cái dạng bố cục Picasso này, dùng những cái đường cong để phối với nhau để trang trí cho cái nội dung, hay là chúng ta sẽ xem là có bố cục lát cắt nào không nhỉ. Đây là một dạng bố cục lát cắt các em này. Các bạn ấy đã chia thành hai phần, một bên là hình ảnh minh họa, một bên còn lại là trong nội dung này. Và chúng ta xem là có cái bố cục chồng lớp nào không đấy nhé thầy. Đây cũng là một dạng bố cục chồng lớp các em này. Các bạn ấy đã sử dụng nhiều hình chữ nhật có nhiều ô màu khác nhau để chồng lên nhau để tạo ra các lớp. Chúng ta cùng xem là có bố cục tinh gọn nào không nhé.
Đấy, còn đây là một dạng bố cục tinh gọn này. Đây là một dạng bố cục chồng lớp các em này. Các bạn đã dùng cái chồng lớp này, các bạn chồng lớp với nhau và các bạn ấy phối vào cái hình ở bên phải rất là chân chu và mượt mà. Vậy thì bây giờ mà để đi vào từng bài một thì có lẽ là thời gian nó sẽ không có nhiều. Thầy sẽ mong là các em sau cái buổi này thầy và các em tiếp tục cải tiến và lại tiếp tục nộp bài lại vào trong cái phần bài giảng điện tử, và các em nhớ giữ cái bài cũ, đồng thời các em nộp cả bài mới nữa, thì các em sẽ so sánh cái bài cũ với bài mới để chúng ta sẽ thấy là chúng ta có thể cải tiến như thế nào hơn nữa. Vậy thì thầy, đây là bố cục cắt lớp với các em này, chia ra hai phần, một phần là trang trí, một phần hình ảnh, một dạng cắt lớp. Vậy thì có một cái số chú ý là các em để ý là nếu mà chúng ta mà dùng nhiều hình ảnh quá mà các hình ảnh không ăn khớp với nhau, lúc thì là hình tròn, lúc thì mà lại hình vuông mà nó không ăn khớp, nó sẽ làm cho người xem mắt nó sẽ rối tung rối mù lên. Đấy, nếu mà chúng ta mà không cẩn thận mà chúng ta lại để nhiều hình ảnh, nhiều khối quá trong một cái bài thuyết trình là tự nhiên những hình ảnh, những khối đó nó sẽ bị xung đột với nhau mà làm cho người xem sẽ không định vị được đâu là nội dung cần xem, mà họ sẽ bị phân tâm vào mắt. Và nếu mà chúng ta lại dùng quá nhiều hiệu ứng, quá nhiều hoa văn, quá nhiều hình ảnh và nó lại phân chia các cái đoạn văn bản mà nó không, các văn bản nó không thành được một khối, thì người xem cảm giác như là sẽ bị phân mảnh từng khúc một và làm cho cái bài thuyết trình chúng ta nó không đồng bộ. Và nếu mà chúng ta dùng hiệu ứng không cẩn thận thì các hiệu ứng nó lại mạnh quá thì nó lại làm cho người xem nhìn mắt vào hiệu ứng là chính chứ không nhìn vào cái nội dung mà chúng ta đang phần chuyển lại đến. Đấy. Nếu mà chúng ta không cẩn thận thì chúng ta sẽ gặp phải các tình huống đó là các cái hiệu ứng, các cái hoa văn nó sẽ ít khớp với nhau và các cái phông chữ nó sẽ khó nhìn, giúp cho người xem khó theo dõi. À, những cái phông chữ mà nó có những cái như kiểu chữ thư pháp các em ạ, như kiểu là hoa văn họa tiết nhiều thứ, thì có thể trong viết chữ ung đồ, cái chữ nho rất đẹp, nhưng nếu mà chúng ta dùng không cẩn thận trong cái bài thuyết trình nghiêng ngả nhiều quá mà chữ nhiều hiệu ứng quá, nó sẽ làm cho người xem cũng rất là khó theo dõi, bởi vì mắt người ta chỉ có mấy giây người ta liếc qua thôi. Nếu mà người ta mà thấy chữ khó đọc quá thì người ta cũng không đọc nữa, thì như vậy là chúng ta đã bỏ lỡ cái cơ hội để người ta ghi sâu cái nội dung của cái bài thuyết trình ban đầu người ta rồi. Và như vậy là nếu mà 5 giây đầu tiên mà người ta không nhớ mình định nói cái gì, người ta không vào được trong cái bộ nhớ tạm thời là cái bài thuyết trình của các em về cái gì, là chúng ta đã mất một hội vàng để truyền tải cái nội dung chính, nội dung cốt lõi của bài thuyết trình đến độc giả. Đây là một cái dạng khác, thì ngay không có thời gian thì cái dạng mà chúng ta dùng cái hình ảnh nền mà chúng ta làm mờ nó đi và chúng ta đưa chữ lên trên đó, thì đấy là một cái kích thích làm rất là hay, nhưng mà trong buổi hôm nay thì do thời gian không cho phép thì thầy cũng không đủ thời gian để nói, nhưng có thể một buổi nào khác chúng ta có thể có phần nâng cao, chúng ta nói thêm. À, thế nếu mà chúng ta mà sử dụng các cái hình ảnh ghép với nhau như thế này thì sẽ các em sẽ so sánh hai hình với nhau. Hình này thì rõ ràng là chúng ta sẽ nhìn thấy một cái cây tổng thể, và đây là một cái ảnh, gọi là cái ảnh nó chỉ nhìn thấy cái cây đấy thôi. Tuy nhiên là nếu mà cái ảnh này thì ngoài việc nhìn thấy các biểu tượng về mạng xã hội thì các em thấy có một cái nền xanh ở đây, và cái nền xanh đây nó lại làm cho cái hình ảnh này nó không ăn khớp được với cả cái nền tổng thể. Sau đó là sau này chúng ta sẽ có một kỹ thuật là tự nó tẩy hết cái nền xanh đi để nó thành một cái cây các cái biểu tượng mạng xã hội, thì nó sẽ giống như cây cây này, thì nó cái cây này nó sẽ khớp vào nền của em và nó sẽ làm cho mắt của người quan sát người ta sẽ chỉ nhìn vào chữ thôi, chứ người ta không nhìn vào ảnh, người ta chỉ liếc sang ảnh khi mà cứ biết à mạng xã hội, đây chính là cái bài thuyết trình về mạng xã hội, người ta liếc mắt sang phải, người ta sẽ nhìn các biểu tượng để củng cố thêm cho cái mạng xã hội đấy, đó là A là B là C. Nhưng mà nếu mà chúng ta không cẩn thận chúng ta để cái này thì người ta lại mắt người ta tập trung vào cái hình này trước, rồi người ta mới liếc mắt sang bên bên trái xem chữ là gì, thì cái việc đó cũng cũng có ý tốt, nhưng về căn bản thì làm như vậy nó sẽ không tạo ra được một cái thiết kế tổng thể đồng nhất, mà nó sẽ làm cho mắt người ta phân tâm, người ta không biết đâu là nội dung chính, cái hình ảnh là nội dung chính hay là cái chữ tiêu đề trên cái bài thuyết trình của chúng ta là nội dung chính. Thì các em cũng có thể tham khảo thêm để chúng ta thêm bài các bạn để chúng ta đóng đúc kết lại, chúng ta thiết kế lại. À, đây là một cái dạng thiết kế cũng rất là hay, tức là hôm nay chúng ta chưa có thời gian nói nhưng mà chúng ta dùng những cái gọi là họa tay. Đây là nó không phải là cái hình ảnh chụp nét như ở trong đời thật, mà nó dùng họa tay, dùng bút để vẽ xong chuyển vào máy tính xong đổ màu. Và thì chúng ta có sẵn cái thư viện này rồi thì chúng ta dùng cái thư viện này, thì
Các em cũng có thể tạo ra những cái nội dung nó rất là kiểu nó rất là tự nhiên đấy, giống như là các bạn có khả năng vẽ, các bạn dùng chì, các bạn phác 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 là rất là đẹp, mình chuyển cái bìa đấy đến các người xem là các bạn rất là thích. Và cái đặc điểm của cái họa tay này thì cái phông chữ người ta lại không dùng phông cứng, bởi vì là cái đường họa tay thì nó rất là mềm mại, do đó là cái phông người ta lại chọn phông mềm mại. Thì cái phông mềm mại trong trường hợp này thì có tác dụng cái phông mềm mại nếu mà chúng các em chuyển vào những cái bố cục mà nó dạng lát cắt, cái dạng vuông thì nó lại chưa chắc là đã là tốt, nhưng cái phông chữ mềm mại đưa đẩy mà chuyển vào cái dạng bố cục mà có sử dụng những cái hoa văn dạng vẽ tay đổ màu như thế này thì nó lại rất là tương thích. Thì đấy cũng là một cách chúng ta tham khảo. Khi các em viết chữ thì các em cũng có một chú ý là nếu mà các em viết chữ không cẩn thận thì cái chữ nó sẽ bị nằm chìm trên một cái hình ảnh ở nền, và cái nền đó thì là cái nền tối, mà chữ tối vậy thì chúng ta sẽ không nhìn thấy cái chữ ở đâu cả. Bên cạnh đó nếu mà chúng ta để cái không gian chữ nó ít quá, ở đây thì là chữ bị lọt thỏm trong các cái nhà cao tầng, mục đích rất là hay, nhưng các em cũng cân nhắc chú ý là chúng ta cũng có thể cho cái khoảng không của chữ nó thêm một chút nữa để người ta phóng toàn bộ tầm mắt vào cái tiêu đề, sau đó người ta sẽ tỏa mắt ra xung quanh để người ta hiểu xem là cái hình ảnh của mình nó là cái hình ảnh hỗ trợ minh họa cho cái gì. Thì nếu mà các em mà gặp trong lúc thiết kế mà các em thấy là cái chữ của mình nó bị chìm vào cái nội dung ở này thì các em cân nhắc để chúng ta sẽ phải có cái phương pháp để chúng ta làm một vật chữ lên. Có thể chúng ta vẽ một cái nền ở đây để chúng ta để chữ lên nền thì toàn bộ chữ nó sẽ coi như là nổi bật ở trên cái nền đó, chứ như thế này chữ nó sẽ bị chìm vào nền mất. Đồng thời cái biểu tượng này cũng là một cái các em phải suy nghĩ, bởi vì nếu mà để biểu tượng trên một cái nền như này thì biểu tượng cũng sẽ bị chìm vào nền, chúng ta sẽ cần tìm cách để chúng ta khử cái nhiễu đấy đi. Và trên cái trang bìa thì khi mà về màu sắc chọn màu chữ thì các em cũng chú ý là cái màu sắc của chữ cũng nên chọn một đến hai màu thôi, còn nếu mà chọn nhiều màu quá thì sẽ làm cho người xem rất là khó. Đồng thời nếu mà cái nền chúng ta đã là màu tối rồi mà chữ lại tối nữa thì nó sẽ hai cái nền và chữ nó sẽ chìm với nhau thì nó sẽ không là chữ, do đó các em cân nhắc nếu nền là tối thì có thể sử dụng chữ phông màu, chữ màu sáng. Đồng thời các em chú ý này là các cái phông chữ, các kiểu phông chữ, cái việc này là chúng ta đã thảo luận ở cái bài giảng đảo ngược rồi, là cái phông chữ nên hay không nên, tức là nên sử dụng hạn chế phông thôi, nếu có thể một phông cũng được ở trên cái bài thuyết trình. Thì nếu mà nhiều phông quá là mắt người ta phải điều tiết liên tục, người ta đang quen nhìn cái phông mềm mại tự nhiên lại chuyển sang cái phông cứng sang phông nghiêng. Chúng ta có cái ý tốt là chúng ta tạo sự đa dạng về phông chữ, nhưng đối với người xem ấy, là họ phải điều tiết cái mắt liên tục để người ta thích nghi với cái phông đấy, thì đó cũng không phải là cái hiệu quả lắm cho cái việc truyền đạt thông tin ngay đến đến người xem. Hay là việc mà chúng ta mà để một cái họ và tên mà lại trên một cái nền trắng như này mà chúng ta lại dán vào đây thì nó không khác gì chúng ta đi mượn một cái sách ở thư viện, nó có một cái gáy mà chúng ta ghi tên sách đấy thì nó sẽ phục vụ tốt trong bối cảnh thư viện, nhưng mà trong bối cảnh trình bày thì nó lại chưa đạt được cái mục tiêu mong muốn. Và nếu mà chúng ta làm tốt hơn nữa thì chúng ta có thể để họ tên thông tin của chúng ta ở một dòng nào đó mà nó song song với cái dòng nội dung này. Và các em chú ý là nếu mà cái tiêu đề của chúng ta là nội dung chính cần xem thì cái phông chữ của nó phải là to nhất. Và nếu mà đã là phông chữ to nhất rồi thì có nghĩa rằng là những cái chữ còn lại phông nó phải bé một chút. Nó có tính chất bổ sung minh họa cho cái nội dung chính. Nếu mà chúng ta cứ để tất cả các chữ mà giống nhau mà lại chia thành nhiều dòng, nhiều dòng, nhiều dòng thì người ta sẽ không biết đâu là tiêu đề, đâu là nội dung bổ trợ. Sau đó nếu mà giả sử dòng này là nội dung, làm thế nào để học tiếng Đức, làm thế nào để nhanh chóng học tiếng Đức thì chúng ta sẽ để cái phông chữ nó to, và 10 cái mẹo để học thì chúng ta sẽ cho nó nhỏ nhỏ hơn một chút, và cái họ tên của chúng ta có thể bằng cái cỡ chữ ở đây chúng ta để ở dưới cùng này. Thì đấy cũng là một cái nhắn nhủ với các em về cái lựa chọn phông chữ. Và nếu mà các em đưa hình ảnh vào thì rất là đẹp rồi, nhưng mà giả sử không may mà chữ lại bị ăn vào hình ảnh làm cho chữ khó nhìn thì các em có thể kéo cái hình ảnh này nó nhỏ lại một chút để nó nằm riêng ở vòng cùng một góc, và cái chữ chúng ta đưa sang bên phải nó không có phần giao với hình ảnh và chữ thì làm cho người xem rất là thích thú và rất là dễ nhìn. Ví dụ ở bên này các em thấy là chữ nó không bị xung đột bởi vì những cái hình ảnh họa tiết đây, nhưng nếu mà chúng ta
đẩy cái chữ nó lại xung đột và nó nằm đè lên một cái hình ảnh, một cái hoa văn nào đó của hình ảnh, thì tự nhiên là nó cản trở cái việc quan sát của mắt người mà làm cho người ta không muốn đọc cái chỗ này nữa, bởi vì nó làm nhiễu mà nó khó nhìn, người ta sẽ mắt người ta sẽ lướt thật nhanh sang phần dễ đọc mà làm cho cái tiêu đề của chúng ta sẽ không đến được 100% tới độc giả xem. Nếu mà cái phần trình bày thì hôm trước chúng ta cũng có một cái phần thảo luận, nếu trên một cái bài trình bày mà có nhiều hình ảnh quá thì nó sẽ làm cho người xem cảm giác nó sẽ bị nhiễu. Thế do đó, giả sử nếu mà chúng ta muốn minh họa cho cái việc mà cái kỹ thuật tối ưu hóa tìm kiếm thì chúng ta sẽ đặt cái tiêu đề là nổi bật là tốt rồi, nhưng chúng ta chỉ cần để một cái hộp tìm kiếm ở bên cạnh minh họa là được. Còn nếu chúng ta để nhiều quá thì người mắt người xem người ta phải xem hết tất cả nội dung này, xem hình này, xem biểu tượng, xem máy tính bảng, xem cái mũi tên vào đây, rồi xem các cái bánh răng này, và người ta trong đầu người ta tại cùng một thời điểm đến quá nhiều thông tin và người ta phải tư duy quá nhiều luồng thông tin, và người ta lập tức là người ta sẽ muốn ngắt cái luồng đó vì nó bị nhiễu mà. Người ta ngắt luồng đó thì có thể nó sẽ làm giảm cái thông điệp truyền đạt tới độc giả. Mà cái thông điệp chính ở đây mình muốn truyền đạt tới độc giả đó là tối ưu hóa của máy tìm kiếm, chứ không phải là mình muốn truyền đạt tới độc giả những cái hình này. Những hình này chẳng qua chỉ là những cái hình minh họa thôi, có thể nếu mình cân nhắc mình bỏ bớt đi, chỉ để lại một hình chính, hai hình chính, hình đấy nó minh họa và nó hòa hợp với cái nền, mà nó minh họa nó bổ trợ cho được cái tiêu đề tìm kiếm, tiêu đề của bài thuyết trình nó sẽ tốt hơn nữa các em ạ. Thế thì còn rất nhiều những cái đóng góp mà thầy có thể đóng góp thì thầy xin phép là thầy sẽ chữa bài, thầy sẽ đóng góp thêm cho các em bằng vào thẳng cái file bài tập này mà thầy sẽ gửi lại để các em có thể tải về và các em củng cố lại, và chúng ta thử làm thêm xem là thầy tin rằng là nếu mà các em đầu tư thêm thời gian một xíu nữa là chúng ta sẽ làm đẹp được hơn nữa. Và thời gian thì bây giờ cũng đã gọi là vừa trong cái khung hôm nay rồi, và thầy rất là cảm ơn là trên cả Facebook và cả livestream trên Zoom và cả thầy Việt đã hỗ trợ để chúng ta tương tác đến 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 đây và đã truyền tải tất cả các nội dung dạy học hôm nay. Thì bây giờ xin nhường lời cho thầy thầy Việt để chúng ta có cái tổng kết rất nhanh mà chúng ta kết thúc buổi buổi học trực tuyến. Thế một lần nữa xin được cảm ơn thầy Phạm Hoàng Đức. Hôm nay thật sự là cũng đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe một cái bài giảng nó chuyên về cái Facebook. À xin lỗi, chuyên đề về cái học hỏi trên Facebook với cả trên cái Zoom này. Thực ra là học được rất nhiều thứ và mình cũng nghĩ rằng là các em cũng được cũng được học tương đối nhiều đúng không ạ? Và đặc biệt liên quan đến các cái bố cục liên quan các cái trường phái khác nhau, và mình thấy rằng là mọi người phản hồi rất là tốt. Thế thì cái mà nếu như mọi người để ý rằng trong cái thời gian tới các em sẽ làm cái gọi là cái đề xuất ý tưởng dự án đó, thì các em dựa vào những cái gợi ý của thầy Đức, các em hãy làm các cái PowerPoint để làm sao đó mình trình bày được các cái đề xuất ý tưởng dự án của mình trên đó đấy, và thầy cũng sẽ sắp xếp một khoảng thời gian để cho các em, chính các em sẽ là người diễn giả ở trên cái Zoom và cũng trên Facebook này đấy. Thì một lần nữa xin được cảm ơn thầy Đức và cũng cảm ơn các em đã dành thời gian khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ để chúng ta trao đổi một cái chuyên đề tên là thiết kế PowerPoint chuyên nghiệp. Một lần nữa xin được cảm ơn các em và xin được hẹn gặp lại thầy Đức, và chắc chắn là thầy Đức cũng sẽ quay lại với chúng ta cũng phải một vài lần nữa để có thể các em sinh viên ULIS có những cái học hỏi nhiều hơn về thầy, và đồng thời các cán bộ của ULIS cũng rất mong muốn được học được rất nhiều các cái kỹ năng cũng như kinh nghiệm của chỗ thầy Đức chia sẻ. Xin cảm ơn các em và buổi livestream của chúng ta đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Cảm ơn các em, chào thầy Việt ạ. Tạm biệt mọi người Xin và chào hẹn gặp nha, lại xin chào mọi người. lần nhất. Okay.